Bãi xe ở ga Cát Linh gồm một phần tầng 1 nhà ga, vỉa hè phố Hào Nam và cả trong ngõ 168 Hào Nam. Mặc dù có diện tích rất rộng, nhưng do nhu cầu gửi xe đông nên đơn vị quản lý đã trưng dụng gần hết cả phần vỉa hè như thế này. Hậu quả là khách bộ hành luôn phải đi xuống lòng đường rất nguy hiểm. Đi dưới lòng đường thì cũng xe khác nó sẽ đi. Thì bây giờ mình đi ra là rất là khó. Là sợ chứ. Nhưng mà việc đi thì vẫn cứ phải đi thôi. Vỉa hè, lòng đường được tận dụng làm nơi trông giữ phương tiện, gây mất an toàn giao thông. Mỹ quan đô thị ở khu vực này cũng bị ảnh hưởng bởi điểm tập kết rác thải nằm ngay sát ga Cát Linh. Nước bẩn, rác thải để lưu cữu, bốc mùi xú uế, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cho hành khách đi lại và người dân sinh sống trong khu vực. Vỉa hè của cái ngã tư cái phố này rất là chật hẹp, mà một trên vỉa hè để dành cho người đi bộ thì lại để trông xe. Cái thứ hai là lòng đường thì lại để xe ô tô. Cạnh đấy là cả một thùng, phải đến mười mấy cái thùng rác. Nên là tôi là những người đi bộ là liên tục là phải đi ra giữa đường. Đi qua nó mùi khó chịu lắm. Ngoài cái bãi rác ở đây ô nhiễm thì ở xung quanh ga thì nhiều người cũng vứt rác rất là bừa bãi, gây rất là mất cảnh quan đô thị ở Hà Nội. Ôi mùa hè này à, chúng tôi đi qua phải đeo khẩu trang và bịt mũi vì là mùi hôi. Rất mong sau những hình ảnh chưa đẹp này sẽ được Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Hà Nội, Ủy ban Nhân dân phường Cát Linh, quận Đống Đa sớm có biện pháp khắc phục. Bởi một nhà ga lớn, hiện đại như Cát Linh thì các công trình phụ trợ cũng cần phải được đảm bảo thông thoáng, sạch sẽ và tiện ích.